Chào các bạn, có lẽ trong số chúng ta không mấy ai chưa từng được nghe hoặc nói về các cụm từ như thừa cân hoặc béo phì, bởi đây là những hiện tượng rất trực quan và là những vấn đề rất thiết thực trong cuộc sống, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và lao động của từng cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả đời sống tinh thần và hạnh phúc của không ít người. Trước khi muốn nói chuyện sâu hơn về các vấn đề liên quan đến thừa cân hoặc béo phì hay các hậu quả có thể xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau xem lại thế nào là thừa cân, thế nào là béo phì. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng nên biết được một cách tương đối nhưng cụ thể mình nặng bao nhiêu và cao bao nhiêu để hình dung được tình trạng thể chất của mình thiếu cân, bình thường hay thừa cân hoặc béo phì. Cả thừa cân và béo phì đều là những tình trạng tích lũy mỡ quá mức và bất bình thường, trước hết tại một số vùng của cơ thể như vùng bụng, vùng mông, vùng cổ, rồi sau đó là khắp toàn thân. Chưa nói đến các trở ngại về mặt hình thức và tâm lý, hậu quả về mặt sức khỏe của các tình trạng thừa cân và béo phì gây ra thường rất lớn, và khi đã biểu hiện các tình trạng bệnh lý thì thường rất phức tạp và khó chữa trị như các rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, sỏi mật, tiểu đường, xương khớp, các biến chứng tim mạch, đột quỵ và ung thư, vân vân. Để xác định tình trạng cân nặng của mỗi người, chúng ta có thể dựa vào một công thức tính của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra, gọi là chỉ số khối cơ thể BMI như sau. BMI được tính bằng V đúp tính bằng kg, chia cho H bình phương được tính bằng mét. Ví dụ, nếu bạn cân nặng 65kg thì V đúp của bạn sẽ bằng 65. Nếu bạn cao 1m62 thì H của bạn sẽ bằng 1,62. Do đó, chỉ số BMI của bạn sẽ được tính bằng một phép tính là 65 chia cho 1,62 bình phương. Nhưng trên thực tế thì các bạn có thể không cần nhớ công thức đó, mà để dễ thao tác tính toán và dễ nhớ, các bạn chỉ cần làm phép tính rất đơn giản là lấy số cân nặng nói trên, rồi thực hiện 2 lần chia liên tiếp cho chiều cao sẽ cho ra kết quả tương tự. Tức là BMI bằng V đúp chia cho H lần thứ nhất, rồi lại chia cho H lần thứ hai. Theo đó, chỉ số BMI trong trường hợp này sẽ được thao tác tính toán là BMI bằng 65 chia cho 1,62, rồi lại chia tiếp cho 1,62 lần nữa, và kết quả làm tròn sẽ là 24,8. Vậy, thế nào là thừa cân, thế nào là béo phì? Ta cũng không cần phải quá căng thẳng đòi hỏi có sự chính xác tuyệt đối của các con số. Quan trọng là chỉ số BMI được đưa ra cũng là một công cụ giúp chúng ta dễ hình dung được tình trạng cân nặng của mỗi cá nhân một cách tương đối. Theo đó thì, ta có thể xác định được một cách tương đối tình trạng cân nặng của một người như sau. Nếu BMI thấp hơn 18,5 thì đây là người quá gầy, cần bồi bổ hợp lý bằng các nguồn thực phẩm lành mạnh và kết hợp với các biện pháp hồi phục sức khỏe. Nếu BMI từ 18,5 đến 24,9 thì xin được chúc mừng, vì đây là một chỉ số cân nặng của một người bình thường và đương nhiên là cần duy trì cân nặng ổn định ở trong khoảng đó. Nếu BMI từ 25 đến 29,9 thì đây là người thừa cân, cần giảm cân ngay khi còn chưa muộn. Và nếu BMI cao từ 30 trở lên thì đây là người béo phì, và tất nhiên là nhu cầu giảm cân là hết sức khẩn thiết và có những biện pháp giảm cân thích hợp theo từng cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Chúc các bạn luôn luôn biết được tình trạng cân nặng của mình và kiểm soát nó thành công bằng những hành động thiết thực và cụ thể. Tạm biệt các bạn.